các bạn chưa hề tìm thấy một ca khúc nào để yêu thích, để quyện lòng của mình, quyện tâm trí của mình vào ở trong những ca từ và dòng nhạc. Quý vị hãy chuẩn bị, ca khúc kế tiếp sẽ dẫn đến một cơ hội cho quý vị cảm thấy rằng đấy là bài hát của mình. Vì nó có cái chữ tôi mà còn trong một cách rất cá nhân. Có thể không ai dám nói rằng về ơn cứu rỗi nhiệm màu của Chúa thì chúng ta có thể hiểu được. Bị lắm người vì muốn hiểu mà đã không tin. Nhưng mà lời Chúa dạy rằng hãy tin đi rồi con sẽ hiểu. Và trong kinh nghiệm riêng của mỗi cá nhân chúng ta cần phải đến với Chúa để Chúa bày tỏ cái điều nhiệm màu trong những điều mà Chúa muốn chúng ta hiểu. Vì làm sao mình lấy những cái hiểu biết giới hạn trong đời sống để hiểu được cái việc màu nhiệm ở trời cao. Nhưng mà có một người đã can đảm, rất can đảm để đặt một cái tựa bài hát có tên là Điều Con Chẳng Những Hiểu Mà Thấu Hiểu. Tôi tò mò muốn biết cái chuyện này lắm, rất tò mò muốn hiểu. Và bây giờ chúng ta để từng nốt nhạc, từng lời hát, từng ca từ đi nhẹ vào lòng chúng ta để chúng ta cũng có thể hiểu chứ ha. Chúa Ngài đã đến thế gian tìm cứu con, dòng huyết Chúa tuôn đổ thay con rồi. Biết bao lần lòng con bối rối, bước trong đời tìm đâu lối đi bình an. Và thế rồi Chúa đến, Chúa cho sự bình an và Chúa mở tâm trí, cả tâm lòng để đón nhận sự hiểu biết từ Thiên Thượng. Xin quý vị một tràng pháo tay để chào đón tiếng hát của Đồng Nguyễn. Chân lý cho chính con muôn đời. Chúa Giêsu là nguồn nước sống, ở trong Ngài lòng luôn thỏa vui bình an con hằng nương trông. Bitch!
thương.